được một tháng, trong một tháng chỉ chọn được một ngày, và trong một ngày chỉ chọn được đúng một giờ đẹp nhất. Đó chính là giờ tổ chức lễ vu quy của đôi bạn trẻ. Cô dâu Thanh Thảo dành riêng cùng chú rể Lương Liêm trong buổi trưa ngày hôm nay. Lễ đầu tiên cho phép MC Quang Toản và MC Đức Trình xin gửi đến toàn thể quý vị chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng thưa quý vị, thật đúng là hoa hết cười thì có ngày vui tới, và cũng là ngày cưới của đôi ta. Cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, và cho đôi bạn trẻ trở về nơi tổ ấm. Niềm vui thì son sắt để chờ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây. Vâng thưa quý vị, và có thể cảm thấy quý vị anh chị em trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị chúng ta cùng cảm ơn trong giây lát và cùng hướng ánh nhìn của mình về đến cổng hội trường cưới, và cùng dành một tràng pháo tay thật là tuyệt vời nhất để cùng đón chào đôi tân lang tân nương đẹp nhất dạng ngày nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là cô dâu Thanh Thảo sánh duyên cùng dũng dĩ Lương Liêm, cùng sẽ tay nắm chặt tay, cái chân xẻo bước tới nhanh về sân khấu để cùng ra mắt tập thể quý vị. Vâng, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn và thật dài để cùng chào đón cô dâu chú rể của chúng ta nào. Xin mời. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì cô dâu chú rể không thể quên được các bậc sinh thành, đó chính là cha mẹ. Tôi xin được trân trọng giới thiệu bên gia đình nhà gái, ông Lào Văn Dần và bà Quảng Thị Hân là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Thanh Thảo, cũng sẽ bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón bên gia đình nhà gái. Xin mời. Vâng thưa quý vị, thật đúng là con cha thì như núi ngất trời, như mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thì thơ mẹ kính cha, cho tròn chu hiếu mới là đàn con. Vâng thưa quý vị, và liên tục chương trình trao ba của chúng tôi trong buổi trưa mây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu phía bên phái đoàn Hoa Nhà Trai của chúng ta trong buổi trưa mây có bố Lường Văn Chiến và mẹ Lường Thị Hương là song thân phù mẫu của chú rể đẹp trai Lường Liêm trong buổi trưa hôm nay. Xin xé tay nắm chặt tay, các chân xẻo bước tiến nhanh về sân khấu để cùng ra mắt tập thể quý vị. Tôi để tắt ramen của chúng ta, hãy cùng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Thông gia cũng như hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời hai bên gia đình thông gia và cô dâu chú rể sẽ dành một cái cúi đầu thật sâu để cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lời chào, xin mời. Vâng thưa quý vị, tình yêu của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là cô dâu Thanh Thảo sánh duyên cùng chú rể Lương Liêm, được ví như là ánh trăng tròn đẹp và rộng hơn dòng sông Bến Hải, thắm đượm và dài hơn dãy dài Trường Sơn. Vâng thưa quý vị, và từ ngàn xưa cho đến tận bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài và có nhiều muôn vàn nhiều màu sắc khác nhau. Song đôi bạn trẻ của chúng ta vẫn muốn về chung cùng một mái ấm gia đình, và bởi khi đôi con tim đã cùng hòa chung cùng một nhịp đập và thề nguyện mãi như chim liệt cánh, như cây liệt cành. Và để giờ đây đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy, và giờ đây họ đã vượt qua một tình bạn trong sáng để đến với một tình yêu tuyệt vời như ngày hôm nay. Chiếc tiếng lại của mẹ Pì Nông Hạc Sường ở Tây Hoa Thế Sơn Cả Nông Thanh Thảo đi cờ phải ép phải học y bón lại chương cờ chẳng đi ế bán lại bé chẳng quén lại ai Lường Liêm đi ở chân ăn quén cờ hết kén quang cần lại hình quén gần qua điện thoại Facebook Zalo thôi Nông Thanh Thảo đi chẳng hẹn ai Lường Liêm phải qua chờ ít phố ai Lường Liêm tác mặt nửa chẳng sửa phúc hùa lúc qua sửa phát bá lúc này khai tù hân ở phải in cho nên trai Lường Liêm đi trắng tấu tí ỏm liệp mường tấu tí phương liệp nằm tấu tí nói ỏm kiểu đi nương bươn chắc phải po lào sao trắng má po báo lẩy po cần đâu song sai ta tít cần số nét trắng kiểu lẩy quam chu trai trắng lên xu ảo lẩy quam báo quam xào nhích trắng đô xu phò xu mè cả trắng lẩy po mè trắng hắc trắng thanh cái cù hở bày cái lầy hở khừng ủm rết sầu âu rết lu cánh hoa xưa đâu tăng phú tăng gia cả trắng bất trì bất chảnh sang tăng tà tăng nai tăng tà tăng ai cả trắng biết là canh đánh hùa trời hở nông thanh thảo nì mưa phền mưa ai lượng liêm tác bản nửa mưa đi bên chăn mưa sẵn bên chép tàn nay cả chẳng kiếm ma hà lầy cả mơ sư mở cho bên phe bè bản cuồng ở cắn mắt tủng ma tôm khỏi bơ miệng hơn xưa tăng na hở tú ra tàn nay chúc ở sư mở cho bên phe bè bản cuồng và cả hảo chân mẩn dưng dịch kinh phóng tay mà khừng xiềng sắc mờ sờ sắc nhọn thờ du đồng lúc đồng phò bà nhớ thờ du na lúc na mẩn cắp cuồng phong in vẽ số chúng song san tỷ đã sư mở cho bên phe bè bản cuồng không đâu. Dạ vâng, kính thưa quý vị chị và các bạn thanh niên thân mến, đúng là nhà gái hân hoan mừng rể quý.
nhà trai thì hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể em về làm dâu, bao nhiêu năm đợi tháng chờ, lứa đôi hạnh phúc vui cùng từ đây, ông tơ bà nguyệt che dây, nguyệt thế trái đất ta cùng có nhau, dù cho mái bể nương rau kết duyên long phượng thắm sâu ân tình. Và kính thưa quý vị, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà gái long trọng tổ chức lễ phục quy trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, đó chính là cô dâu Thanh Thảo dành duyên cùng với chú rể Lương Liêm trong buổi trưa ngày hôm nay. Được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương cho phép, với sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép MC Quang Toàn và MC Đức Trình được trân trọng tuyên bố lễ phục quy trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Thanh Thảo và Lương Liêm chính thức được bắt đầu. Vâng, chúng ta hãy vang lên tiếng chào của thầy thần lớn để cùng chúc mừng quý vị ơi. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Và tiếp theo chương trình, xin mời toàn thể hội hôn của chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu ngay lúc này. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc lãng mạn nhất của cô dâu chú rể sẽ cùng trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tiến về phía trước một bước và sẽ cùng quay mặt vào nhau và trao cho nhau kỷ vật hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời.